đối với trí lực vô ý vân vân của Phật và vô biên Phật pháp khác không thủ không chấp, đối với đoạn điên đảo tà kiến truyền cái vân vân không thủ không chấp. Vì sao này thiện dũng mãnh? Vì tất cả pháp không thể nắm lấy, không thể chấp thọ, cũng không có pháp nào có thể nắm lấy và không có pháp nào có thể chấp thọ. Vì sao này thiện dũng mãnh? Vì không có một chút pháp nào để chấp thọ, cũng không có một chút pháp nào có người chấp thọ vì sao vì người chấp thọ và pháp được chấp thọ cả hai đều không thể đắc vì sao này thiện dũng mãnh vì tất cả pháp đều không chắc thật nó như huyễn vì tất cả pháp đều không tự tại nên tánh của sự chắc thật không thể đắc vì tất cả pháp đều như bóng phản chiếu nên không thể nắm bắt vì tất cả Pháp đều là hư ngụy, không có tự tánh. Vì tất cả Pháp như bọt nước tụ lại nên không thể giờ nắm được. Vì tất cả Pháp như bọt nước nổi lên thì mất ngay. Vì tất cả Pháp như quáng nắng do điên đảo mà xanh. Vì tất cả Pháp đều như cây chuối rỗng không thật. Vì tất cả Pháp như mặt trăng trong nước không thể nắm bắt. Vì tất cả Pháp như cầu vồng nên phân biệt hư vọng. Vì tất cả pháp đều không có tác dụng nên không thể phát sanh. Vì tất cả pháp đều như nắm tay rỗng không nên tánh tướng nó không thật. Này thiện dũng mãi, các Bồ Tát sau khi quá sát như vậy rồi, đối với tất cả pháp không thủ, không chấp, không trụ và không chấp trước. Này thiện dũng mãi, nếu các Bồ Tát giữ gìn lòng tin sâu sắc với tất cả pháp không còn chấp trước, không chấp chặt, không tham ái, là hành bát nhã ba la mật đa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, trụ như vậy, mà tu hành bát nhã ba la mật đa thì mau được viên mãn. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy, là không học về sắc, không vượt qua sắc mà học, không học về thọ tưởng hành thức, không vượt qua thọ tưởng hành thức mà học, không học về sự sanh của sắc, không học về sự diệt của sắc, không học về sự sanh của thọ tưởng hành thức, không học về sự diệt của thọ tưởng hành thức, không vì điều phục sắc mà học, không vì không điều phục sắc mà học, không vì điều phục thọ tưởng hành thức mà học, cũng không vì không điều phục thọ tưởng hành thức mà học, không vì sắc nhiếp phục hay di chuyển mà học, không vì sắc hướng vào hay an trụ mà học, không vì thọ tưởng hành thức nhiếp phục hay di chuyển mà học, cũng không vì thọ tưởng hành thức hướng vào hay an trụ mà học. Này thiện dũng mãnh khi các Bồ Tát học như vậy, là không học về nhãn, không vì vượt qua nhãn mà học. Không học về nhĩ tĩ thiệt thân ý, không vì vượt qua nhĩ tĩ thiệt thân ý mà học. Không học sự phát sanh của nhãn, không học về sự tiêu diệt của nhãn, không học sự phát sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý, không học về sự tiêu diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý, không vì điều phục nhãn mà học, không vì điều phục nhãn mà học.